Cháo xin, cháo xin. Xin chào, xin chào. Xin chào. Bắt đầu một ngày mới nào. Bắt đầu một ngày mới. Bắt đầu một ngày mới với một núi công việc. À. Và chồng em đã bỏ em. Chồng em đã về nước rồi. Chồng em về nước rồi, hai vợ chồng hẹn nhau bao nhiêu nhỉ? 7 ngày nữa. 1 tuần nữa, à đâu 6 ngày nữa. Em sẽ bay sang Canada. À, mình đã bị bỏ rơi, chính thức bị bỏ rơi các má. Xin chào. Xin chào, xin chào. Cháo xin, cháo xin. Em đã bị chính thức bị chồng bỏ rơi. Chồng em về rồi. Chồng em về rồi, đưa chồng em ra sân bay. À không, em không phải đưa chứ rồi. Rơi rơi rơi. Rơi mất cái ấy rồi. Rơi mất cái bút đó. À, đau quá. Chồng em chính thức đã rời bỏ em. Chồng em về đi làm rồi. Chồng em về đi làm rồi. Em chỉ còn ở lại đây được một vài ngày nữa thôi, lại tiếp tục bay sang Canada rồi các má ơi. Tôi sẽ bay sang Canada, tôi sẽ mặc kệ các má. Tôi mà sang đến Canada là tôi không có được chơi với các má nữa rồi. Sang Canada có cái này hay lắm. Có cái này hay lắm. Sẽ gọi cái gì nhỉ? Tiết lộ bí mật cho các má. Tiết lộ bí mật cho các má. À, sau khi tôi sang tới Canada, tôi sẽ tiết lộ bí mật cho các má. Ờ, năm ngoái cũng đúng vào ngày hôm nay. Năm ngoái đúng vào ngày hôm nay thì giờ này đang ở Vancouver. Năm ngoái đúng giờ này, ngày này. À đâu, không phải giờ này mà là ngày hôm nay. Ừ đúng rồi, giờ này luôn. Đúng giờ này, ngày này. Năm ngoái là đang ở Vancouver. Năm nay đang ở đây. Sao ai thả mặt tim tức giận thế à? Thế à? Đâu? À ừ đúng rồi. Ok mọi người đi, em sao đâu? Ví dụ nhà có điều kiện dùng nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau, mỗi đêm mình xài hãng này, đêm sau xài hãng khác được không chị? Được em ơi. Chị đây này, chị đây này, chị đây này. Lúc nào chị cũng xài kiểu lứa lứa phứa vậy. Đã có một bạn khác comment là you're amazing, thank you. Are you a girl or a boy? I mean, are you a woman or a man? Why are you watching me? That's so sweet from you. Thank you. Have a great day there. Where are you from? Good morning, Emma. Good morning, chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Giờ này chị đang làm gì? Tại sao chị lại xem em live stream? Tại sao chị lại xem em live stream? Ôi, make up. Bắt đầu một ngày mới. Bắt đầu một ngày mới, hôm nay sẽ làm việc gọi là như trâu bò. Bởi vì không có chồng ở đây nữa rồi. Lại cắm đầu làm việc. Vancouver cũng có trái cây Việt Nam ngon lắm đó. Thế à chị? Năm ngoái giờ này đang ở Vancouver. Giờ này, ngày này luôn. Hai vợ chồng đang đi lang thang, nhớ tầm này năm ngoái là đang đi ăn cái gì nhỉ? Đang đi ăn cái gì ở bên Canada nhỉ? Bên Vancouver nhỉ? Ăn hình như ăn nhà hàng Nhật Bản thì phải. Đi sang Canada ăn nhà hàng Nhật Bản. Có cái đứa nào nó điên như tôi không các má? Ờ đúng rồi. Hình như là vậy, đúng rồi, chính xác, chính xác. Năm ngoái lạnh lắm. Năm nay tầm khoảng mấy ngày nữa lại đi. Chồng chị đi về, chồng chị đi làm rồi, chồng chị đi làm rồi. Chị ở Việt Nam giải quyết nốt công việc. Thảo ơi, hôm nay chị ở Việt Nam, chị quên nhầm lại bảo Thảo. Ai vừa hỏi nhỉ? Mi Nhon này, chồng chị đi về rồi. Chị ở Việt Nam giải quyết nốt công việc, sau đó là cũng té. Chim cút. Đó, hôm nay không đánh cọ nữa. Đấy, hôm nay mình chơi sang các má. Hôm nay mình không đánh cái cọ của Init Fuzzy nữa mà mình chơi sang, mình chơi cái bông mút. Bông mút đắt tiền, 600.000. Hôm nay mình chơi sang đấy các má. Lâu lắm không đánh cái mút này. Chơi sang. Đánh cái mút này thích lắm, nhưng mà đánh cái mút này phải chăm chỉ cơ. Phải chăm chỉ giặt cơ. Cứ 2-3 ngày giặt một lần. 3-4 ngày giặt một lần.
Còn em, cái thể loại lười như em, chỉ có khi nào chồng em về, chồng em giặt cho em cái này thì em mới có để mà dùng. Cho nên không phải lúc nào em cũng dùng cái này, bởi vì em rất là lười. Bí quyết giảm béo à? Chị chưa bao giờ giảm béo. Vân ơi, chị chưa bao giờ giảm béo. Chị từ trước đến nay, nói chung là cũng có cái may mắn là tính là chị ăn, nói chung ăn cũng rất là nhiều. Ăn nhiều lắm, ăn như lợn ấy. Nhưng mà không béo được. Cũng không phải là không béo được, có béo. Nhưng mà cái tạng của người của chị rất là kỳ cục nha Vân nhá. Chị mà ăn á, ăn đến khi mà chị tăng tầm khoảng 3 cân thôi, lúc nào chị béo nhất là lúc đấy chị 45 cân, 45 cân hay 46 cân thì đấy, 45 cân, hơn 45 cân một tí. Thì chị mà cứ lúc nào đến lúc mà chị đạt cái ngưỡng tầm khoảng 45 cân á, chị ăn rất là nhiều, tự nhiên một cái đùng một cái là chị không muốn ăn nữa. Thề luôn, mà mình không có muốn gọi là giảm béo, mà biết từ trước là chị chưa có cái khái niệm giảm béo thật sự là như vậy. Anh em chị em trong nhà mọi người cũng bảo là con này ăn như lợn mà chả béo gì, nhưng mà nó vẫn béo, béo đến một cái ngưỡng nhất định tầm khoảng 45, hơn 45 cân, tự nhiên nhìn cái đồ ăn là không muốn ăn nữa. Còn lúc nào mà gầy quá, tầm gầy nhất của chị là 39 cân. 39 cân thì cái lúc đấy là 39 cân tự nhiên là lại thèm ăn, gầy quá lại thèm ăn, lại ăn như trâu. Thấy điên không? Cơ thể cũng điên như một kiểu, tính cách mình điên như thế nào, cơ thể mình cũng điên như vậy luôn. Đó, ôi, đánh cái này thích quá. Đánh cái này nó mềm quá. Nói chung là chồng chị đảm hết phần của chị rồi. Không phải đâu mà, nói chung là cũng kiểu em cũng nghe thấy ở đâu, đọc ở đâu bảo là vợ chồng kiểu là bù trừ cho nhau đấy. Cái gì nhỉ? Thế gian được vợ hỏng chồng. Lẽ nào lại được cả ông lẫn bà, lại chẳng nhẽ lại được cả bà cũng chăm chỉ, ông cũng chăm chỉ à? Cho nên là kiểu vợ chồng lấy nhau tính cách bù trừ cho nhau đấy, em thấy như vậy. Đi so cái bông hàng fake với phông bông của người ta. Ơ, bông này của chị 600 nghìn mà. Chị có 3 cái, một cái màu đen, một cái màu hồng và một cái màu nude. Cái này mọi người search ở trên trên Google là ra Beauty Blender. Nhập về đã là 500 bao nhiêu nhỉ? 500 mấy chục ngàn rồi á. Nói chung là chỉ lãi của mọi người được mấy chục ngàn thôi. Cái này dùng thích á. Ước mơ của nhiều bao nhiêu người phụ nữ ăn nhiều cũng không béo. Nhưng mà chị ơi, không biết sau này mình có bầu mình có béo lên không ta? Không béo, không biết mình có béo lên không ta? Đây, kem nền của ESL cửa hàng chị có em ơi. Kem nền của ESL đáng thích lắm. Trước rồi chị toàn dùng của ESL. Bông của chị bạn ấy bảo mua mấy chục. Không có đâu em ơi, em cứ lên trên Google em search là Beauty Blender thì em sẽ ra ngay. Sẽ cả YouTube cũng thế, tất cả nói chung là YouTube thì sẽ có những cái kênh của những cái kênh channel của các cái cô hot girl người nước ngoài á. Ví dụ như ở Mỹ hoặc ở Anh các thứ, mọi người cũng dùng mà. Cái này đắt lắm. Cái này đắt lắm chứ không rẻ đâu. Không, nếu mà rẻ thì chắc là hàng fake hoặc là như nào chị không biết. Nhưng mà không thể nào mà từ 600 nghìn mà đổ xuống còn mấy chục. Không, không ở đâu người ta dám bán cho em như vậy đâu em ơi. Ở cửa hàng chị cũng có bán mà. Cái này nè, chị lãi được có mấy chục thôi. Mọi người cứ search cái này trên mạng là ra giá tiền liền. Nói chung là lãi của mọi người tầm khoảng 6-70 gì đấy. Nói chung là tiền đấy là còn phải trả cho nhân viên, trả cửa hàng, trả tiền điện, tiền nước các kiểu. Nhưng nói chung là mình kinh doanh thì mình nhập về bao nhiêu mình bán bấy nhiêu thôi, chứ đâu không 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 dám. Không dám mấy đâu. Rồi còn ví dụ như là mua ở bên đấy về, mua ở bên Mỹ về còn phải ship nữa, phí ship từ bên Mỹ về cũng đâu có rẻ đâu. Xong rồi về tới Việt Nam lại có cả phí của hải quan nữa. Đấy, như vậy thì nó mới thành ra là lãi của mọi người được có mấy chục thôi. Đó, giá gốc cộng với lại tiền tiền ship từ bên Mỹ về, xong lại ship xong ship từ bên Mỹ về rồi thì lại còn phí của hải quan nữa. Đấy, kiểu vậy. Đó, mọi người buôn làm ăn buôn bán, mọi những chị em nào mà làm ăn buôn bán mọi người biết hết mà. Nếu mình đâu có dám bán đắt quá mình đâu có cạnh tranh được các với cả mọi người đâu, đúng không? Mình bán thì mình cũng phải vừa, mình có lãi một tí lãi, nhưng lãi mình đâu có dám lãi nhiều thì làm sao mà có thể cạnh tranh với người khác được. Nói chung đấy là cái điều hiển nhiên rồi, đúng không? Không thể nào mà từ có mấy chục mà người ta bán lên mấy trăm đâu em. Không, không ở đâu ai không ai ai điên như vậy, đúng không? Nếu mà mấy chục bán mấy trăm thì có mà ma nó mua. Đánh phấn. Xin chào. Ôi rồi ôi rồi ôi rồi ôi rồi ôi rồi ba đời tám hoánh.
tao mới thấy con kia nó vào đây, con tổ bà già, mày đi đâu, mày chết mất xác ở đâu đấy hả em? Tại sao dạo này mày mới bây giờ mày mới vào xem video của tao hả con kia? Chị tưởng là mày bị mất nick của chị cơ. À, trước chị mày hay vào đây mày hay buôn với chị. Mà sao đợt này không thấy mày đâu? Đi đâu hả con tổ bà già kia? Bây giờ mới thấy mặt mũi mày, mày mới ló cái mặt của mày vào đây. Phủ phấn đừng keo quá hả? À đây, thế phủ nhẹ nhàng thôi. Nói chung là không phải là ăn lời ai ăn lời cắt cổ vậy, không có đâu. Ừ, nói chung là người ta làm ăn buôn bán, người ta cũng phải lựa người ta bán, chứ đâu có kiểu bán theo kiểu cứ thích bán cái giá trên trời là bán đâu. Nhưng có những cũng có một mình bán người khác cũng bán nữa mà, đúng không? Đấy là cái điều dĩ nhiên rồi, đấy là cái điều dĩ nhiên rồi. Trên thế giới này đâu phải một mình bán hàng, đúng không? Có những người khác bán, cho nên mình bán mình phải cân đối giá đó. Mình chỉ lãi được tầm mấy chục thôi, như vậy là được rồi đó. Xong mình cố gắng mình bán nhiều hơn rồi mình lấy cái đó làm lời thôi. Cái đó ai bán hàng đều biết, đều hiểu cái điều đấy. Chỉ có chị em nào không có bán hàng, chỉ có mua. Người ta nói cái câu gì em nghe, cái có chị nào chị nói là người mua hàng có thể nhầm nhưng người bán hàng không thể nhầm, bởi vì người ta nhập hàng người ta biết. Người mua thì có thể nhầm là ôi chỗ này nó rẻ hơn, chỗ kia nó đắt hơn, nhưng người bán thì người ta biết chắc là có chính xác là như vậy không, bởi vì người ta nhập về người ta biết mà. Kem nền ISL bao nhiêu nhỉ? Hình như là 1,7 triệu thì phải, hình như thôi nhá. Inbox sang trang page của chị initfishowroom.vn, hỏi nhân viên. Chị là mù tù lù mù lắm. Nguyễn Thị An Diêu đi về rồi. Gia Khánh ơi, mai nghe này, Gia Khánh comment đi. Gia Khánh ơi. Tại sao mua một đống mỹ phẩm xong không dùng? Mình phải làm đẹp hơn chứ. Cho mình up video của bạn lên YouTube nhé. Ok. Trời, Gia Khánh ơi, làm sao mà lại phải xin phép tớ thế? Bạn làm cho bên nào đấy hả Gia Khánh? Làm cho báo hay là báo bên nào hay là cái kênh nào đấy? Cho mình up video của bạn lên YouTube và thoải mái đi. Trời ơi, có cái gì đâu, khiếp, video thì chỉ có ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột thôi, có cái gì đâu mà ghê gớm. Hôm rồi có mấy bạn ở bên báo cũng có bảo tớ là Mai nói chuyện rất là dễ thương. Có mấy bạn cũng kiểu chắc là follow, hoặc là cũng em vì em cũng không có nick Facebook của các bạn ý, cũng không phải bạn bè. Xong cũng follow, có bảo có inbox cho Mai, có bảo là Mai ơi, Mai nói chuyện duyên lắm, mà kiểu nói chuyện có những cái Mai rất là nói chuyện rất là hay. Tớ muốn viết bài nhưng mà tại vì là vì Mai nói trên video cho nên là tớ không thể tổng hợp được. Mai có thể viết ra thành kiểu viết lên trên Facebook ấy, viết lên những cái suy nghĩ của Mai được không? Sau đó thì tớ sẽ lấy cái bài của Mai để đăng bài, bởi vì tớ thấy là có những cái mà Mai kiểu thường hay chia sẻ cho chị em phụ nữ thấy rất là hữu ích, mà viết bài đăng bài về Mai thì chắc là hay lắm. Thế mình bảo thôi cậu ơi, tớ chỉ biết nói thôi, chứ còn mà kiểu viết văn thì tớ không biết viết như thế nào cho nó hay cả. Thôi chắc là tớ không làm được đâu. Thế xong xong bạn bảo là thế à, nếu mà Mai mà viết được những cái lời của Mai nói, tổng hợp cái ý kiến hoặc là cái suy nghĩ của Mai thành một cái bài viết á, thì hay lắm, mà tớ xin phép là được đưa bài của Mai. Nhưng mà thôi cậu ơi, tớ có biết viết gì đâu, tớ có phải nhà văn nhà báo gì đâu, tớ chỉ kiểu liên thiên ngồi nói chuyện với các chị em cho vui thôi. Ok, không sao, nàng cứ đăng đi, không sao cả. Gia Khánh ơi, nàng thích thì nàng cứ đăng thôi. Kênh của nàng à, kênh YouTube của nàng có cái gì đấy, có cái gì hay ho đấy. Đây, mua đồ make up về thì phải làm đẹp đi chứ. Tại vì
làm đẹp đi, con gái mà, nói chung là mình không cần phải, chị em cứ nghĩ như này này, không cần phải siêu như kiểu là mấy cái cô mà chuyên make up chuyên nghiệp đâu, hoặc mình không cần phải so sánh với những cái người mà người ta làm make up chuyên nghiệp đâu. Chị em mua đồ về thì chị em cứ cố gắng học, nói chung là xấu cũng được, dần dần mình sẽ biết cách make up một tí, thà rằng là mình biết cách làm đẹp cho bản thân mình, đúng không? Đó, chứ mình đâu cần phải siêu như các cô mà chuyên đi make up ở cho cô dâu đâu, đúng không? Thôi mình không cần siêu như vậy, mình có được học hành gì đâu mà siêu, tự bôi tự chát rồi kiểu tự học hành như vậy đi. Chồng chị về rồi, chồng chị đi làm rồi. Hôm nay dậy sớm đưa chồng chồng em đi ra sân bay. Chồng em về rồi. Em ở đây thêm mấy ngày nữa xong lại cũng phải về với chồng thôi. Cũng phải về với chồng thôi. Ở đây thêm mấy hôm nữa thôi ạ. Trang ơi, chị nghe này à? Trời ơi. Đó. Bà ngoại em từ trong Hà Tĩnh ra. Ở trong Hà Tĩnh, quê ngoại em ở Hà Tĩnh. À, bà ngoại ra đây chơi với em. Bây giờ là make up xong, bắt đầu là đi về bên nhà cũ. Nhà em có hai nhà. Đây là cái nhà mới. Nhà này là nhà mới, hai vợ chồng thỉnh thoảng kiểu làm nhà vacation ấy, nhà như kiểu là lâu lâu mà về Việt Nam, thăm Việt Nam thì có một cái ngôi nhà để ở, thì đây nhà em đây. Còn một cái ngôi nhà nữa thì là nhà đất, đây là nhà căn chung cư. Còn một cái nhà đất thì bây giờ là đi về bên đấy chơi với bà ngoại, bởi vì bà ngoại em không có lên trên này được, bà ngoại em sợ đi thang máy lắm. Thế là bây giờ về cái nhà cũ cách đây 2 năm mua, thì bây giờ không chỉ cho em gái em ở bên đấy thôi, mấy đứa em gái ở bên đấy thì bây giờ mò sang bên đấy chơi với bà ngoại. Bà ngoại có đâu có đi lên được thang máy đâu. Bà ngoại em đáng yêu lắm, bà ngoại em đi lên thang máy ấy, xong kiểu cứ quay 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 như này, xong kiểu bà bị say ấy, say thang máy ấy, kiểu khổ thân, xong mà xong bà em còn bám 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 vào cái kiểu ở cái cầu thang máy nó có cái chỗ bám bám, xong bà em cứ ngồi bà em thở thở như này nhìn thương lắm. Bảo thôi 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 bây giờ bà sang bên đấy đi, để cháu sang bên đấy cháu chơi với bà, chứ còn bà lên trên này mỗi lần bà đi 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 lên đi xuống như vậy nhìn thương á. Đó, cái mascara chuyên dùng cho lông mày hay là mascara em? Chị ơi, cái này cái mascara chuyên dùng cho lông mày đây này, của cái hãng này này, đây này, nó là của Nhật Bản chị ạ. Em chả biết nó là cái hãng gì đây, mua lâu lắm rồi dùng chưa hết đây này. Em xoay một vòng cho chị em xem nhé. Đấy. Giống mẹ chị thế à? Chị thế à chị Nhâm? Đúng rồi chị Nhâm ơi, bà ngoại em nhìn bé tí, bà em bé tí thì ti, người có ba mươi mấy cân thôi, 32 cân, bé xíu gầy lắm. Xong kiểu mỗi lần ba em đi có thang máy thương ơi thương, kiểu kiểu say 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 xong bắt đầu bám 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 vào cầu thang máy. Ôi giời ơi, chị không bán em ơi, chị không bán em ơi. Mà bà em ra bà em mang trứng này, mang thịt gà cho em ăn nữa, ngon lắm. Chị nói được tiếng Nghệ không? Răng chi mô dứa nói được, nói được rồi. Chị hơi bị giỏi tiếng Nghệ An. Mai xài ESL tôn màu. Chị ơi tôn màu BR020 chị ơi. ESL BR tông bôn BR020 chị ạ. Chi mô mà răng rửa em cũng biết nói tiếng Hà Tĩnh. Tí nữa em qua em gặp bà ngoại em xong em nói tiếng, em bắn tiếng Hà Tĩnh cho chị em nghe. Tí nữa về cái nhà cũ xong rồi em sẽ gặp bà ngoại em và em sẽ kiểu bắn tiếng Hà Tĩnh cho chị em nghe. Chỉ mổ răng giữa chi mô răng giữa, răng giữa mà chi mô. Chi mô răng giữa. Chi mô răng dừa. Cái ní là em làm make up này. Bây giờ em nói tiếng Hà Tĩnh cho mà nghe này. Em nói tiếng làm cho mà nghe. Nói tiếng Hà Tĩnh cho mà nghe anh cơ má. Em là người Hà Tĩnh à. Nhưng mà lâu rồi em muốn nói tiếng Hà Tĩnh là như quên rồi. Quên, em không biết nói tiếng Hà Tĩnh mà nắng cả.
quên lắm biết nói tiếng Hà Tĩnh mà nắng cả mà như là em đang trang điểm. Trang điểm là đi ra đi 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 ra nhà em à, đi từ cái nhà đi sang cái nhà tế là sáng cái nhà tế là chơi với bà ngoài em à, nhờ với bà ngoài em, nhờ với bà ngoài em mà như nhờ với bà ngoài cũng phải đẹp à, đi ra đường là phải đẹp nhá, bôi cái ni vô, bôi cái màu đen đen đi vô, bôi cái màu đen đen đi vô răng cái ni nè, bôi cái ni nhá, bôi cái màu đen nhá, bôi cái màu đen đằng sau cái mắt này. Mà bữa ní không biết nói tiếng Hà Tĩnh nữa rồi, lâu lắm rồi không nói tiếng Hà Tĩnh, quên rồi, quên rồi, quên rồi, quên rồi. Tiếng đó là tiếng Nghệ An à? Em không biết là lâu lắm không nói rồi. Lâu lắm không nói, lâu lắm không biết nói tiếng Hà Tĩnh rồi. Trời ơi, đừng có chê nữa, đừng có chê nữa. Em không phải là người Hà Tĩnh, em là người miền Bắc à, em là người miền Bắc. Mà em là đẻ ra là ở Hà Tĩnh, ở Hà Tĩnh có 4 năm thôi, đến năm 4 tuổi là chuyển ra ngoài miền Bắc ở rồi, đừng có chế nữa, nghe rõ không? Nghe rõ không? Đừng có chế nữa. Chế cái gì? Mân răng mà chế. Lớ lớ giọng Quảng Bình ờ, quên mất rồi, lâu lắm rồi không nói. Lâu lắm rồi không nói giọng Hà Tĩnh. Quên hết rồi. Trời ơi, mọi người cứ nghĩ xem em đâu phải người Hà Tĩnh đâu, em là người miền Bắc mà, bố em là người miền Bắc, mẹ em là người Hà Tĩnh. À, nói chung là quê ngoại em ở Hà Tĩnh thôi chứ em đâu có ở Hà Tĩnh đâu. Ờ, bố em là người Ninh Bình mà. Rồi cái gì nhỉ? Rồi rồi sao nữa nhỉ? Rồi rồi em lại còn lấy chồng Tây, đi sang Tây ở rồi. Nó nói như vậy là chấp nhận đi thôi, chấp nhận đi. Chấp nhận đi cơ má, lâu lắm rồi không nói, làm sao mà chuẩn được. Thôi. Có sao dùng vậy đi cây nhà lá vườn nhá cơ má. Đòi hỏi vừa thôi cơ má. Đòi hỏi vừa thôi cơ má. Đó, bôi cái màu đen đen đi. Bôi cái màu đen đen đi đằng sau đi nè. Chi màu răng dứa cũng giống Quảng Nam mà giọng Hà Tĩnh nhẹ hơn chị nhỉ. Thế là chị cũng không rõ lắm đâu. Không em ơi, em gái chị xấu lắm. Em gái chị xấu lắm. Ở nhà chị một mình chị đẹp thôi. Ở nhà chị một mình chị đẹp thôi. Ai cũng xấu hết, chỉ một mình chị đẹp. Ồ mẹ chị đẹp gái lắm em ơi. Trang ơi, mẹ gái mẹ chị đẹp gái lắm. Thế ngày xưa bố chị mới yêu mẹ chị như điếu đổ chứ. Ô ngày xưa mẹ chị là hoa hậu làng nha. Hoa hậu xóm. Hoa hậu gốc mít là đó chính là mẹ chị. Mẹ chị đẹp gái lắm. Đến bây giờ già rồi vẫn kiểu xì tin xì khói đẹp gái lắm. Tự tin thế à? Nhận cho tiến bộ chị ạ. Bây giờ không ai khen, không ai khen cho mặt mo khen lấy. Bây giờ sao? Bây giờ ngồi đợi ai mà khen được đúng không? Đó. Không ai khen cho mặt mo khen lấy. Nhanh nhanh nhanh, make up nhanh để còn đi về. Đi về gặp bà ngoại. Chi mô mà răng rửa. Có chỉ có làm cằm em ơi, nhưng mà chị làm ngắn lắm. Làm có một đoạn ngắn tí 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 này thôi. Có làm cằm nha em. Có nhiều chị em cứ bảo em là ui đeo mẹ con này, ôi giời ơi make cái gì nhỉ, make up thì xấu như con ma à? Thế mà suốt ngày bày đặt làm video make up, bảo chị ơi em có phải là cái chuyên viên trang điểm make up đâu, em chỉ là một người bình thường thôi mà, em còn chưa học một cái khóa make up nào luôn ấy. Nhưng mà thôi, mình cứ thích thì mình tự học thôi, mình cứ thích thì mình tự học thôi, có sao đâu, chả sao cả. À, chả làm sao, ngày xưa cũng thế, ngày xưa em đi học tiếng Anh cũng thế. Ngày xưa em học tiếng Anh em cũng đâu phải là siêu cao thủ học tiếng Anh đâu. Em cũng đâu phải là siêu lắm đâu. Mà em cứ thích thì em tự học thôi. Và bây giờ em nói được tiếng Anh rất là tốt. Ê, cãi đi, nhỉ. Cãi đi, cãi đi. Chị ơi, em mới qua Nana Shop mua tẩy trang và sữa rửa mặt mà không gặp chị thế à? Xui cho mày rồi, chị mấy hôm nay chị không ra cửa hàng tại vì mẹ chị à quên nhầm, tại vì chồng chị ở đây cho nên là suốt ngày dính với chồng đâu có ra cửa hàng mấy đâu. Hôm nay chị không ăn kẹo gấu à? Ờ nhờ quên kẹo gấu của tao rồi, hết một lọ rồi, đổ sang lọ mới rồi các má, đổ sang lọ mới rồi, cái lọ kia hết rồi, đây còn lọ này mới còn nguyên, mới nguyên. Một bắp hôm qua.
ăn cho các má thèm. Bây giờ vẽ mắt nè. Các má biết sao mà tôi kiểu, các má biết làm sao mà em kiểu không biết make up rất là xấu nhưng vẫn làm video make up nói chuyện với chị em không? Bởi vì em nghĩ là bất cứ một người phụ nữ nào đều có quyền làm đẹp, thật sự. Bất cứ người phụ nữ nào, giống phụ nữ hay là bên trong, có những người đàn ông, không phải là đàn ông mà là người ta giống đàn ông nhưng mà bên trong của người ta vẫn là một người đàn bà, nói chung là cứ là đàn bà, kể quả cả bên ngoài hay bên trong đều có cái quyền được làm đẹp. Và kể cả người ta xấu và kể cả người ta không biết làm đẹp đi chăng nữa, mình không biết làm đẹp thì mình không thể nào mình so sánh với những cái người mà người ta quá siêu rồi, người ta học make up trang điểm rồi, nhưng ít nhất mình cũng biết làm đẹp hơn cho bản thân mình. Vậy đi, và em muốn làm những cái video này hàng ngày để cho các chị em cảm thấy là bà này bà cũng không biết make up, bà Mai bà có biết make up đâu, bà có giỏi make up đâu, nhưng bà vẫn tự tin bà ấy make up mỗi ngày. Xong rồi bà ấy có thể hôm nay mắt bà vẽ lệch bên này, mắt bà ấy vẽ lệch bên này, nhưng mà bà vẫn cảm thấy là bỏ cái đồ make up lên mình cảm thấy tự tin, và mỗi ngày học được một tí, xong mình sẽ siêu dần đấy. Có cái suy nghĩ như vậy. Kẹo gấu phải làm dài tóc em ơi. Kẹo gấu làm dài tóc em ơi. Em ơi, kẻ mắt của Maybelline có hơn 100.000 thôi. Ra ngoài siêu thị đầy. Shop có free ship toàn quốc không em? Có. Free ship toàn quốc và COD toàn quốc luôn. Nói chung mọi người ạ, em thì có cái suy nghĩ như thế này này. Em hay có cái suy nghĩ là nhìn lên thì cũng phải nhìn xuống. Nhìn lên thì cũng phải nhìn xuống. Tức là sao? Cái cuộc sống của mình khi mà mình nhìn lên một ai đấy, người ta có nhiều thứ hơn mình, nhiều tiền hơn, xinh hơn, giỏi hơn, cuộc sống sung sướng hơn. Khi mình nhìn lên thì mình sẽ cố gắng là nhìn thấy người ta như vậy thì mình sẽ không kiểu ghen tị đâu, mà mình sẽ nghĩ là làm thế nào để mình cũng có cái cuộc sống như vậy. Mình nhìn người ta, mình noi gương theo. Ví dụ người ta giỏi hơn mình cũng cố gắng học hành để giỏi như người ta. Người ta có cuộc sống hạnh phúc thì mình cũng tìm cách để có cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Nói chung là mình nhìn ai đấy hơn, cao hơn mình, kiểu tốt hơn mình, có nhiều cái tốt hơn mình thì mình sẽ nỗ lực mình học tập. Còn nhưng mà mình sẽ không nhìn lên theo cái kiểu là eo mẹ, kiểu dìm, cố gắng dìm người ta xuống, hoặc là kiểu soi mói người ta, hoặc kiểu ghen ghét người ta. Còn nhìn xuống đó, nhìn lên thì cũng phải nhìn xuống đó, nhìn lên để phấn đấu và nhìn xuống để tự hài lòng. Tức là ví dụ mình có một cái gì đấy, mình nhìn thấy một ai đấy kiểu rất là nhà, rất là giàu, xong kiểu rất là sung sướng, xong rồi kiểu rất là xinh gái. Mình đã nỗ lực hết sức nhưng mình không thể xinh bằng người ta, hoặc mình không thể giàu bằng người ta, thì mình sẽ nghĩ là mình nỗ lực hết sức rồi mà mình chỉ được đến được như thế này thôi. Ví dụ người ta được 10 điểm, mình chỉ được tầm khoảng 7 điểm thôi. Mình cứ cảm thấy là mãi không được 10 điểm, kiểu rất là khổ. Không, mình nỗ lực, mình biết là mình được đến, ngày xưa mình chỉ có 2 điểm thôi, bây giờ mình nỗ lực được 7 điểm rồi, mà cái cô gái mà mình đang nhìn lên trên ấy, người ta đang được 10 điểm mà mình chỉ được 7 điểm, mình cũng không lấy đó làm buồn. Mình chỉ nghĩ là ngày xưa mình được có 2 điểm, bây giờ mình cố gắng được 7 điểm rồi, vậy là tốt rồi. Hoặc mình nhìn những cái người xung quanh ví dụ than thân trách phận là nhà tôi nghèo, chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia, tôi khổ thế này thế kia. Mình đừng nhìn như vậy, em cứ nhìn theo kiểu là ngày xưa em cũng không có tiền, mà em cũng nhìn theo kiểu là thôi bây giờ kiểu mình rất là, cuộc sống mình rất là khổ. Nhưng ít nhất có những người, người ta còn không có tiền để ăn cơm, có những người, người ta còn vô gia cư, không có nhà để ngủ. Mình có một cái ngôi nhà gọi là không được đẹp, mình vẫn có cái chỗ trú mưa, cho nên là có những người, người ta còn đi ngủ gầm cầu, rồi có những người, người ta không có tiền để ăn thôi. Mình vẫn tốt, cuộc sống của mình vẫn tốt hơn người ta đấy. Nhìn xuống là như vậy, chứ không phải là nhìn xuống theo kiểu là thôi nhà mình có một cái căn nhà mái ngói như vậy là được rồi, thôi chả cần phải phấn đấu gì cả. Còn mấy cái cô bên cạnh, nhà cô có nhà mái bằng, hoặc là nhà cô có nhà một tầng hoặc hai tầng, thôi phấn đấu làm gì, nhà mình có cái nhà mái ngói như thế này là được rồi. Còn đầy nhà người ta còn không có nhà để ở, cái kiểu không, em không nhìn như vậy. Nhìn là mình nhìn là thôi mình mãn nguyện với cuộc sống, để cái cuộc sống của mình kiểu đỡ bị căng thẳng hơn ấy, đỡ bị mệt mỏi hơn ấy. Mà thôi mình, nhà mình là nhà mái ngói, nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng phấn đấu được là có cái nhà mái bằng hoặc nhà hai tầng.
Còn ví dụ mình cảm thấy mệt quá thì mình sẽ nghĩ là ở đầy người, người ta còn chưa được như mình nên thôi, mình như vậy là hạnh phúc rồi đấy, nhìn như vậy chứ không phải là chỉ có nhìn xuống không thôi, mà không có nhìn lên thì đến lúc nào cuộc sống mới không khá hơn, đúng không? Em ơi kẹo gấu hết hàng rồi, không có hàng đâu, không có hàng đâu em ơi, kẹo gấu hết hàng rồi, kẹo gấu hết hàng rồi. Chị chưa có về được, chị chưa có về bên bên Singapore được nên chưa có gửi gửi hàng về, không có gửi hàng về được cho các má đâu, chưa có hàng, chưa có hàng các má. Rồi kẻ nốt cái mắt này. Thật sự ấy, thật sự là ngày xưa em sống, nói chung là ngày xưa em lạc quan lắm, lạc quan yêu đời vãi. Bây giờ nhá, bây giờ không bằng ngày xưa đâu. Xong có một cái quãng thời gian em cảm thấy kiểu em rất là ngu ấy, thật sự như vậy. Có một quãng thời gian em cảm thấy rất là ngu, mà những lúc đấy là em còn nghĩ trong đầu là chỉ cần kiếm một ông chồng có công ăn việc làm, xong rồi bình thường thôi, hai vợ chồng sống bình thường thôi, có một công ăn việc làm ổn định, xong em cũng kiếm một công việc, có một công việc ổn định, sau đấy có gia đình có con, em chỉ mong muốn như vậy thôi. Sau đấy em nhận ra một điều rằng là em không có chí tiến thủ, rồi em kiểu cứ thôi lấy một ông chồng bình thường thôi, không cần phải giàu có, không cần phải kiếm tiền, mình cũng kiếm một công việc lương 2-3 triệu một tháng thôi, chồng độ khoảng 5-7 triệu một tháng thôi, xong hai vợ chồng lấy nhau có con có cái, có một cái nhà bé bé, không có nhà để đi thuê kiểu vậy. Nhưng sau đấy em nhận ra một điều rằng là bởi vì em không trau dồi bản thân em, tức là bản thân em không có một cái giá trị gì cả. Tức là sao, giá trị ở đây là sao, em cũng không thông minh, em cũng không có tài sản riêng, em cũng không suy nghĩ nhiều, em cũng không mở mang đầu óc, cho nên em chỉ thấy là bởi vì lương em chỉ 2-3 triệu một tháng thì em lấy một cái ông chồng mà lương 5-7 triệu một tháng là được rồi. Nhưng mà sau đấy em cố gắng nỗ lực phấn đấu, mình phải tạo cái giá trị cho bản thân mình phải giỏi cái này, mình phải giỏi cái kia. Em lao đầu và em học tiếng Anh, em học như một con trâu, em học khổ một cách khổ, gọi là khổ dã man luôn á. Em học như một con trâu, cái thời gian mà vừa đi làm xong rồi đi làm mệt ơi là mệt rồi, cái thời gian chúng nó đi ngủ, chúng nó đi làm về chúng nó mệt mệt, chúng nó đi ngủ, thì em lao đầu vào em học như trâu như điên. Xong em xem tất cả những cái video mà người ta nói tiếng, tức là em cũng biết nói tiếng Anh nhưng em không siêu, mà em còn không biết nghe người ta nói cơ, mà thậm chí em phát âm cũng rất là kinh dị, kiểu đúng như kiểu bây giờ là hello how are you ấy, kiểu vậy. Và sau đấy kiểu những cái lúc thời gian bọn nó ngủ thì em thật sự là em căng mắt lên em học. Một ngày em chỉ ngủ có 4 tiếng thôi hoặc là 5 tiếng là nhiều. Xong đến ngày hôm sau vẫn đi làm như một con trâu. Xong em cảm thấy là em cần phải nâng cái giá trị bản thân của em lên. Nếu em muốn lấy được một, lúc em thật sự lúc đấy là em chưa có được khai sáng, em nghĩ là thôi lấy một ông chồng 5-7 triệu, lương 5-7 triệu cũng được, vì lương của mình cũng chỉ tầm 3 triệu, hơn 3 triệu, thì làm sao mình mong ước lấy được một ông tổng giám đốc ví dụ tầm lương 50 triệu một tháng là mình đã thấy bố đời lắm rồi, đúng không? Hoặc là lương 70 triệu một tháng mình thấy làm sao mình với được, mình đâu có xinh đẹp gì đâu mà mình với được, mình làm sao mình lựa chọn những người đấy mà người ta cũng chẳng lựa chọn mình. Thế xong rồi mình nghĩ là mình phải nâng cao cái giá trị bản thân mình lên, mình phải giỏi hơn, mình phải thông minh. Bởi vì em lúc em nghĩ như này này, em không có đẹp, thật sự em không có đẹp, bởi vì em biết là em không có đẹp, em cũng không có cao giáo. Vậy thì em phải làm thế nào để nâng cái giá trị bản thân em lên? Thế em nghĩ là nếu mà mình không đẹp, mình không cao giáo được, chân mình không thể nào mình kéo được, sắc đẹp mình cũng không thể nào đẹp so sánh với những cái cô mà diễn viên hoa hậu người mẫu được, thế mình nghĩ là chỉ có một cách duy nhất là mình phải thông minh hơn. Cái thông minh đấy mình có thể học được. Làm đẹp thì mình chỉ có thể làm đẹp được đến một cái giới hạn nhất định thôi, chứ mình không thể nào mình kéo cái chân mình dài 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 ngoằng ra được. Mình cũng không thể nào làm mình đẹp, gọi là mỹ miều, gọi là sắc nước hương trời, đẹp một cách kinh khủng khiếp được. Cái đấy là nó có hạn, và sau này mình già đi mình sẽ xấu đi, mình chả thể đẹp hơn được mãi. Cho nên chỉ có một cách, đó chính là thông minh hơn. Đấy, thật sự lúc đấy em nghĩ đúng như vậy. Em ạ, phải thông minh hơn. Thông minh thì có thể hôm nay mà chưa thông minh, ngày mai, ngày kia, cố gắng thông minh. Và em học như một con trâu, học tiếng Anh, học như một con trâu, thề luôn. Và em học hết bằng hết cái niềm đam mê của em, cháy bỏng của em. Em học một cách điên cuồng. Sau đấy thì em tự nhiên dần dần mà em không có ngại ngần, em học nhiều và sau đấy em phát âm một cách gọi là ok. Đấy, American accent. Become somebody, I am become somebody.
Love to be confident, love to be confident, love to be confident. Đấy. Và em cảm thấy em tự tin hơn. Sau đấy một thời gian sau đấy thì em vẫn, lương của em vẫn gọi là đẹp lắm. Xong mà em nghĩ là em mở cửa hàng mỹ phẩm. Lúc đấy mọi người bạn, em đam mê lắm. Ngày xưa em đam mê tiếng Anh như thế nào thì em đam mê mỹ phẩm như vậy. Xong em đam mê dã man luôn, em muốn mở cửa hàng. Mọi người còn bảo em là bị điên bởi vì em không có kinh nghiệm, em chưa được học cái gì về mỹ phẩm, em chưa học về buôn bán, em chẳng biết một cái gì. Xong mọi người còn bảo em điên, nhưng mà em đam mê. Và mọi người biết có những lúc em cảm thấy là em làm lúc đầu mới đầu kinh doanh ấy, cảm thấy kiểu phát điên phát dồ lên, đầu óc kiểu gần như kiểu phát điên lên. Và em chưa bao giờ gặp một cái việc nào mà nó căng não như vậy. Nói chung là chị em nào mà kinh doanh rồi thì sẽ biết, thật sự làm kinh doanh không sướng đâu, khổ như một con trâu. Nhưng mọi người cứ bảo là đéo mẹ khổ như mày, tao cũng khổ. Nhưng mà mọi người bảo vậy mọi người cũng khổ đi. Thật sự những cái người ta đã kinh doanh rồi thì em nói như thế này thì các chị em sẽ biết liền. Đó, mấy trăm người đang xem em như thế này, gần 400 người xem em như thế này. Mà những người nào mà đang xem ở đây làm kinh doanh thì chắc chắn một điều đều thông cảm cho em, đều biết được rằng là làm kinh doanh rất khổ. Xong rồi dần dần lãi nhiều hơn, khách nhiều hơn và cuối cùng em cũng có được một ít tiền. Và tự nhiên khi lúc đấy thì em cảm thấy là tự nhiên là mình cũng có giá trị của mình rồi. Bây giờ ví dụ lương của mình, ví dụ như một tháng lương của mình hơn 100 triệu đi, đúng không? Lương của mình hơn một tháng 100 triệu thì tự nhiên mình đâu có còn muốn lấy cái anh chồng mà lương được có 5-7 triệu nữa. Mình cũng muốn lấy một cái anh chồng phải giỏi hơn mình, thông minh hơn mình, kiếm được nhiều tiền hơn mình, đúng không? Chứ tự nhiên mình lương của mình hơn 100 triệu một tháng, mình làm lãi của mình hơn 100 triệu một tháng đi, ví dụ như thế, mà tự nhiên mình lại đi lấy một cái anh chồng mà lương chỉ có 5-7 triệu một tháng, điên à? Không. Lúc đấy cái giá trị của mình được nâng tầm rồi. Mình cảm thấy là mình phải lấy cái người giỏi hơn mình, thông minh hơn mình. Chị em cứ nghĩ đi, thật không? Ví dụ mọi người cứ nghĩ đi, mọi người kiếm được tầm khoảng hơn 100 triệu một tháng đi. Và tự nhiên mọi người lại phải đi lấy một cái anh chồng 5 triệu, 7 triệu, lương có 5 triệu, 7 triệu một tháng. Về cũng đâu có hạnh phúc với nhau đâu, đúng không? Mình cảm thấy coi thường chồng mình lắm. Tự nhiên mình kiếm được từng đấy tiền mà chồng mình kiếm được có 5, 7 triệu. Thì mình cũng cảm thấy coi thường và cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Cho nên khổ lắm. Đó. Kinh doanh khổ lắm. Đúng rồi Lily ơi, chị Lily đúng không? Em không biết là chị Lily hay em Lily. Em sinh năm 90, chị Lily ạ. Thì đúng là kinh doanh khổ lắm. Nhưng mà thôi khổ, có khổ thì mới có thành công. Hoặc là có khổ thì mới kiếm được tiền. Chứ tự nhiên kiếm được tiền đâu có dễ, đúng không? Kiếm được tiền đâu có dễ, má ơi. Xong có nhiều người cũng bảo em là đéo gì mày lấy tiền của chồng mày. Đó, mày lấy tiền của chồng mày, mày đi kinh doanh làm cái đéo gì mà cứ lúc nào cũng khoe. Đéo mẹ, lấy tiền của chồng đi kinh doanh thì trả lãi. Rồi cái gì? Lấy tiền của chồng đi kinh doanh thì trả lãi, mày có vốn thì mày trả lãi. Không. Đấy là chỉ những cái người nào người ta chưa làm kinh doanh bao giờ. Đúng một câu là chỉ những người nào người ta chưa đi làm kinh doanh bao giờ nên người ta mới nói em cái câu đấy. Còn bất cứ 100% luôn, bất cứ chị em nào đã làm kinh doanh rồi thì, hoặc là kiểu buôn bán rồi, buôn bán nhỏ lẻ một cái sạp ở ngoài chợ thôi, là mọi người đều có thể biết được rằng là không phải là có vốn, đúng là mình sẽ nói chung là có vốn là cái điều rất là tốt, được 50% rồi. Còn 50% còn lại là người ta phải cố gắng, người ta phải nỗ lực, chứ không phải tự nhiên mà cứ có vốn xong là mình lãi đâu. Không. Mọi người cứ thử tính thêm, có vốn ví dụ đầu tư khoảng 100 triệu đi. Ví dụ đầu tư 100 triệu mở một cái sạp bán cái gì đó ngoài chợ, bán thịt ngoài chợ, mất 100 triệu, đúng không? Mình có vốn. Ví dụ mình tháng này, tháng 1, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng người ta kinh doanh, người ta bị lỗ thì người ta có vốn, người ta bù vào. Vậy là cái vốn của mình bỏ ra là 100 triệu lúc khởi nghiệp và bù vào tầm khoảng 50 triệu nữa đi. Đó, 50 triệu nữa là đã bị lỗ vốn 100 triệu rồi. Lại đến tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6, ngu không biết kinh doanh thì làm sao mà có lãi được, đúng không? Thì chỉ có lấy tiền thịt ra mà bù. Lại bù đến tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 vẫn lỗ. Lại bù. Thế bị thần kinh à? Cứ mang tiền ra để bù mấy năm rồi à? Điên à? Có mà bị thần kinh, có mà bị não, bị dở hơi ăn cắm lợn. Nhiều chị em cứ bảo là mày có tiền, chồng mày có tiền, mày lấy tiền của chồng mày kinh doanh thì mày trả lãi mà. Mình chỉ có thể
nói chung là khi mà mình kinh doanh mình chỉ có thể mình bù lãi trong một cái thời gian nhất định thôi, chứ mình tự nhiên 2-3 năm rồi kinh doanh, 2-3 năm rồi cứ lấy tiền của chồng mang ra để mà bù lỗ á, bị thần kinh à? Người ta phải có lãi thì người ta mới làm tiếp chứ. Mà đến mà chồng em là người kinh doanh thì khi mà chồng em xuất tiền cho em để em kinh doanh thì chồng em cũng phải nghĩ tới cái việc là thu lại tiền chứ. Thu lại tiền là thu lại cho hai vợ chồng đúng không? Chứ tự nhiên mà sao tự nhiên cứ đầu tư chồng em. Này, em có thể ngu, chồng em không bao giờ ngu. Thật, đúng thật, gọi là ghê gớm. Nếu mà muốn ghê gớm, em ghê gớm luôn cho những cái chị em nào mà cứ kiểu có cái suy nghĩ tiêu cực ấy, là thế này thế kia, mình nên nhìn theo hướng tích cực. Em có thể ngu, em chấp nhận. Chấp nhận, chửi em ngu em chấp nhận, nhưng chửi chồng em ngu không bao giờ em chấp nhận. Bởi vì chồng em cực kỳ thông minh, là một người đàn ông thông minh nhất. Có thể là không thông minh, gọi là hơn những người khác, nhưng mà với những cái người mà em được biết, được quen biết này, được gặp gỡ, được giao lưu thì chồng em là người thông minh nhất. Còn em không có tính những cái người ngoài xã hội kia. Ngoài xã hội còn rất nhiều người thông minh hơn chồng em, giỏi hơn chồng em. Nhưng với em, đối với em, những người mà em đã từng gặp, chồng em là một người đàn ông thông minh nhất mà em đã từng biết. Cho nên không bao giờ giữa mùa hè đắp chăn. Đừng nói như vậy, mà những cái người mà phát ngôn như vậy là những cái người cực kỳ kém hiểu biết. Thật sự, chốt một câu rất là kém hiểu biết. Đó, người ta có thể bù lỗ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là cùng. Không bao giờ người ta đi bù lỗ 2 năm, 3 năm. Em kinh doanh 2 năm, hơn 2 năm rồi. Điên à, thần kinh à? Thần kinh à cơ má? Không phải có vốn là bán được đâu. Buôn bán lời lỗ thất thường lắm chị ơi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, Phi Anh Trần. Thật sự là như vậy. Thần kinh. Thần kinh, thần kinh, thần kinh. Thần kinh lung linh, dẫm phải đinh. Đó. Mà chỉ có người nào thần kinh buôn lỗ rồi, buôn bán lỗ rồi, mới buôn bán lỗ 2 năm rồi mà vẫn còn đầu tư để còn bù lỗ nữa, có mà giả hơi. Xong lại còn nuôi một đống nhân viên chứ. Nhà em bây giờ cũng 5-6 đứa nhân viên rồi. Đó, tự nhiên mỗi một đứa đi, mỗi một đứa lương bao nhiêu đi, 4-5 triệu một tháng đi, ví dụ thế. Xong rồi tiền thưởng này, thưởng kia nữa. Điên à, thần kinh à. Lại còn tiền thuê quản lý nữa, quản lý đâu có phải 4-5 triệu một tháng, quản lý mười mấy triệu một tháng. Thần kinh à? Thần kinh lung linh dẫm phải đinh. Đúng không? Đấy, cho nên là tiến bộ đi các má. Hãy tiến bộ đi các má. Thôi bây giờ dán lông mi nha. Lông mi. Ôi lông mi hôm qua đâu rồi, vứt đi đâu rồi. Thôi hôm nay không dán lông mi, hôm nay chuốt lông mi đi. Chuốt mi. Chuốt sờ mi. Buôn bán nó phải có duyên, đúng rồi chị nhỉ? Em cũng thấy thế, buôn bán phải có duyên đấy. Cái đó là đem tiền đi đổ, đúng rồi. Giỏ hơi đâu có ai đem tiền đi đổ đúng không? Tiền không có mà cò không tiến các má ơi. Da đẹp thế mà ngày nào cũng make up. Ờ, chị chả biết nữa. Nói chung là lâu lâu cũng make up. Nói chung là lâu lâu cũng ấy mà. Buồn buồn thì make up thôi. Còn không á, lười lắm. Lười make up lắm. Em có cảm giác chị giữ được hạnh phúc gia đình một phần là nhờ chị tôn trọng và yêu thương anh ấy hết mực. Ánh mắt chị lúc nói về chồng thể hiện sự ngưỡng mộ lắm luôn ấy. Chị cũng không biết đâu, chị hay trêu chồng chị lắm. Vợ chồng chị hay kiểu trêu nhau kiểu thằng điên này nữa, con điên này nữa. Nhưng mà trong tâm chị thì lúc nào chị cũng ngưỡng mộ chồng chị. Đấy là lý do chị lấy chồng chị đấy. Lý do gọi là có nhiều lý do để chị lấy chồng chị, nhưng đó là một trong những lý do kiểu để mình lấy chồng mình. Với cả em nghĩ là đàn ông ai cũng thích, kiểu cũng thích được ngưỡng mộ ấy. Mọi người tìm những cái gì hay ho của chồng để ngưỡng mộ đi. Em kinh doanh 3 tháng mà em cảm thấy không lời là em té ngay. Bây giờ bảo em kinh doanh là em không bao giờ kinh doanh nữa. Người ta tưởng làm chủ là sướng, chứ thật ra suy nghĩ đủ điều. Làm nhân viên cứ tới tháng nhận lương đều đều mà khỏe hơn chị ạ. À. Ờ đúng rồi Hoàng My ơi, đúng rồi đấy. Nói chung là 3 tháng mà không có lãi là mình đã cảm thấy chán đời lắm rồi. Đó. Đúng là như vậy, thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Làm chủ đâu có sướng đâu. Nói chung là làm chủ mình cũng phải suy nghĩ đủ điều. Đúng như là Hoàng My ấy. Hoàng My cũng kinh doanh rồi hả? Nói chung là những cái người nào mà chê chị My biết không? Những cái người nào mà chê chị là đéo mẹ con này lấy tiền của chồng mang ra kinh doanh, có cái đéo gì mà khoe. Cái đéo gì mà suốt ngày khoe. Thật ra không phải là khoe, mà mình chỉ nghĩ là mình tạo cái động lực cho những cái chị em nào mà kiểu người ta còn cảm thấy lo sợ, hoặc là nói chung là mình cứ thích thì mình nói ra thôi. Đúng không? Chẳng phải người ta có cái gì đâu mà khoe, đúng không?
Chồng làm gì mà mua nhà to thế? Trời ơi. Chồng em á, chồng em làm nhiều việc lắm. Chồng em sao nhỉ? Chồng em là chủ, mọi người có biết cái chuỗi nhà hàng Chili's không? Thì chồng em là một trong những cái cổ đông của chuỗi nhà hàng đó. Subway cũng thế, cái đồ ăn nhanh ấy. Thì chồng em cũng là cổ đông thôi, cổ đông trong cái chuỗi nhà hàng nói chung là ở bên châu, ở bên Mỹ cũng có, rồi các nước khác cũng có và bên Singapore cũng có. Việt Nam thì chắc là tầm khoảng 2 năm nữa thì sẽ về về tới Việt Nam. Xong rồi chồng em kiểu đi như kiểu sao nhỉ, set up cho những cái công ty lớn mà người ta có một, ví dụ người ta muốn mở một cái công ty, người ta cần phải thuê những cái vị trí như thế nào, đặt địa điểm ở đâu, bao gồm những nhân sự nào, thuê bao, ví dụ thuê bao nhiêu giám đốc thì vừa, tức là chồng em là em chẳng biết là như nào nhỉ, tư cố vấn em chẳng biết đó. cố vấn tài chính à, vừa là cố vấn tài chính vừa là set up cho một cái thương hiệu lớn, ví dụ như thế, người ta muốn những cái chiến lược kinh doanh em chẳng biết đâu. Ngồi đây mà luyên thuyên thì chẳng biết đến lúc nào, thật sự em không hiểu về công việc của chồng em nhiều lắm đâu, bởi vì thật sự em khi em được đi 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 cùng với chồng em tham dự những cái công việc của chồng em ấy, thì đa phần người ta nói tiếng Anh mà tiếng Anh của em không siêu đến mức mà có thể hiểu hết tất cả những cái suy nghĩ của cái bọn của những cái giới kinh doanh ấy, toàn những cái từ nghe chả hiểu mẹ gì, mình ngồi như vịt nghe sấm. Nói chung là không không hiểu gì. Không hiểu gì nhưng vẫn đi. Đấy là người bảo thủ không học hỏi mới thế. Em kinh doanh bán hàng online làm còn có con lãi tí thôi mà cũng đau hết cả đầu, bù hết cả tóc. Đúng công nhận. Nói chung là chị cũng hiểu điều đấy, tức là những cái người mà người ta phát biểu là kiểu chê bôi chị theo kiểu là đéo gì con này à, lấy tiền của chồng kinh doanh này kia các thứ, những người như vậy là người ta không có làm kinh doanh bao giờ. Cho nên chị cũng kiểu không không chấp ấy. Mình chấp với cái người mà người ta hiểu biết, chứ mình chấp với người không hiểu biết thì chấp làm gì, đúng không? Chấp làm gì? Không chơi, không chơi, không chơi. Không ai chơi cái đồ cách ship. Nói chung là mọi người cứ suy nghĩ như này đi. Nói chuyện với người bình thường, người ta có chửi mình thì mình còn bực. Chứ còn ví dụ vào cái trại thương điên đi, ví dụ vào trại thương điên mà người ta có réo tên mình, người ta chửi mình thì mình chấp với người ta thì hóa ra mình cũng điên như người ta à, đúng không? Cho nên thôi kệ đi. Kệ đấy. Kệ đi, kệ đi. Hy vọng là chị em có, thật sự là em kiểu là thỉnh thoảng làm video như này vui vui với chị em, bởi vì em nghĩ là ngày xưa em ngu lắm, thật sự ngày xưa em ngu ngu lắm luôn ấy. Ngu ơi là ngu, mà không có ai chỉ bảo em bất cứ một cái gì hết, không ai dạy dỗ em, không ai, nói chung là em không có một cái kinh nghiệm từ đâu hết. Xong rồi em cảm thấy cuộc sống của em rất là kiểu khổ sở đau khổ, xong kiểu cứ tìm 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 lối thoát ấy. Nhưng mà không có ai chỉ bảo cho em, cũng không ai truyền cảm hứng cho em, không ai truyền lửa cho em. Thì em nghĩ là bây giờ em cũng nói chung là không phải là quá tuyệt đỉnh, nhưng em cũng thôi mình cũng tốt hơn ngày xưa một tí xíu. Thì thôi mình tốt hơn thì mình kiểu kiểu xui xui các chị em khác cũng cố gắng tốt hơn như mình. Đó. Ít nhiều mọi người cũng cũng đỡ buồn hơn, có động lực hơn. Trời ơi, bên to bên nhỏ rồi cơ má ơi. Chị 27 tuổi rồi em ơi. 27 tuổi dương, tuổi lấy chồng là 28. 28 tuổi rồi cơ má ơi. Sắp già rồi. Sắp già rồi. Già rồi nhưng vẫn vui tươi. Ngày ngày lại chuốt lông mi. Ngày ngày lại gắn mi giả, hôm nay chuốt lông mi, ngày ngày lại chuốt lông mi. Già rồi, lấy chồng, tuổi lấy chồng là 28. Tuổi dương là 27. Trời ơi, già quá. Mình vẫn còn nhớ ngày nào, năm mình 18 tuổi vẫn còn đang nhảy audition. Audition, nhịp nhịp điệu, cái gì? Nhịp điệu cuộc sống. Ngày xưa ở đây có ai chơi ao không? Ngày xưa ở đây có ai chơi ao không? Ngày xưa em cùi lắm, chơi ao toàn bị kích thôi, tại vì em không có tiền mua Vcoin. Không có tiền mua Vcoin bị chúng nó kích ra khỏi cái phòng phòng nhảy.
xong toàn tự tạo phòng nhảy một mình, nhảy một mình, đéo mẹ đéo có EXP cơ mà. Nhảy 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 audition xong bị chúng nó kích ra, xong mà hờn dỗi lập một cái phòng riêng, xong mà nhảy một mình, nhưng mà nhảy một mình nó không có nhiều EXP. Experience EXP kiểu viết tắt của experience. Thế là chỉ được có một tí EXP thôi, nhưng vẫn cố gắng nhảy. Bởi vì chúng nó kích ra toàn mặc đồ V-coin, đồ cơ bản. À quên nhầm, không phải đồ V-coin, đồ đồ gì nhỉ? Đồ cơ bản thôi. Đồ Vin, à cái gì đồ? Cái gì nhỉ? Tiền gì nhỉ? Tiền gì nhỉ? Tiền gì nhỉ? Các chế nhỉ? Tiền gì nhỉ? Các chế nhỉ? Nhịp điệu click click boom. Ừ đúng rồi. Ngày xưa chơi cái trò đấy đam mê lắm mà không có tiền chơi, không có tiền chơi net, toàn nhịn ăn sáng. Toàn nhịn ăn sáng. Ôi chọc vào tay này. Toàn nhịn ăn sáng để chơi au. Đi chết đi má, má mà kêu già tôi thành bà ngoại à. Về Việt Nam hôm hôm tháng bắt nắng đầy mặt đây này hu hu. Ờ đồ gen đúng rồi. Đồ gen. Đúng rồi. Không có tiền, không có tiền mua đồ gen. Ôi nhưng mà ngày xưa nhá. Ngày xưa em chơi au á, em rất là siêu. Em nhảy 4K thì rất là ngu, nhảy 8K rất là ngu, nhưng mà nhảy beat up không một ai thắng em, mà em gọi là không có tiền chơi chơi out đâu. Em không có tiền chơi out đâu, ngày xưa kiểu không có tiền chơi out để luyện out như chúng nó lắm tiền nhiều của. Nhưng mà cái quán net đấy á, thỉnh thoảng em mới vào chơi thôi, mà em hay đấu solo với một thằng, mà cái thằng này nó chuyên cày beat up. Cày beat up 8 phím này này. mà nó cứ kiểu có mũi tên bay này số rồi. Em toàn chơi nhạc cao nhất, em với nó toàn đấu với nhau, mà em kiểu nhà con nhà nghèo không có tiền, hiểu không? Con nhà nghèo không có tiền, xong mà chơi với nó, xong bắt đầu là nó đấu với em, thằng đấy chuyên ngồi cày cày beat up. Về sau hai đứa còn kết hôn với nhau trên ao cơ mà. Nhưng mà nó nhắm lắm tiền, nó mua đồ V-coin, nó kết hôn mình trông như cái con kẻ lở hắc lào á. Nhưng mà nó ngưỡng mộ em bởi vì em chơi beat up rất là siêu. Trong cái quán net đấy em là bá chủ, gọi là con gái đó. Em chỉ thua mỗi thằng đấy thôi, bởi vì thằng đấy nó được cày nhiều hơn, nó có tiền nó cày suốt ngày, em không có tiền thỉnh thoảng em mới chơi thôi. Thế xong bắt đầu em chơi nó chơi beat up. Em không chơi 4K, không chơi 8K vì em chơi ngu lắm, em chỉ giỏi beat up thôi. Ôi mắt em nhanh lắm, tăng 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 này, não em nhanh mà kiểu em nhìn rất là nhanh, không hiểu sao 4K với lại 8K em chơi ngu mà beat up nhanh lắm. Nó cứ chơi như này, em cứ nhìn này, gõ này, mà nó chơi thì nó cứ bộp cái bàn phím bộp. Còn em kiểu chơi cái kiểu sang chảnh. Rồi, kiểu sang chảnh. Quý phái. Gõ tách tách, nhưng mà mình vẫn thua nó. Bởi vì nó sao nhỉ? Bởi vì nó được luyện nhiều hơn. Nó lắm tiền nữa, nó được luyện nhiều hơn, mình không có tiền. Nhưng mà ở trong cái quán net đấy, những đứa khác có tiền mà có luyện nhiều hơn cũng không bao giờ thắng được em. Riêng chơi beat up. Đấy, tằng 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 tằng. Rồi, sang chảnh nhất quán net cơ mà. Ôi giời. Rồi. Trong khi mình xong cuối cùng kết hôn với nhau, nó kết hôn với nhau xong nhảy đôi, nhảy ngu như con lợn ấy, xong cuối cùng nó bảo thôi, mày để tao nhảy cho, mày làm mất hết EXP của tao rồi, mày để tao nhảy cho. Thế là bắt đầu nó thằng đấy siêu, trông nhìn nó cùi bẩn nhà lắm tiền vãi. Thế là nó siêu lắm, bắt đầu nó dùng luôn hai bàn phím nó chơi cho em. Nó chơi nhảy đôi ấy, nhảy 4K ấy. Rồi, nó đánh cả hai tay, nó siêu á. Kết hôn với mình mà muốn kết hôn thì phải nhảy có bao nhiêu tim nhỉ? Quên mẹ rồi. Quên mất rồi cơ mẹ. Nhảy có bao nhiêu tim đấy, nhảy ngu quá, nó bảo thôi. Mày để tao nhảy cho. Nhảy ngu vãi đái. Trời ơi. Nó kết hôn với mình chỉ vì mình nhảy beat up quá đỉnh. Mà em chưa bao giờ em bỏ tiền em mua V-coin. Ừ 5 tim đúng rồi, nhảy được 5 tim. Nhảy cái nhạc gọi là cái nhạc thấp nhất là cái nhạc bao nhiêu nhỉ? Nhạc 72 đúng không? Nhạc gì ấy nhỉ? Nhạc gì mà nhảy 72 ấy nhỉ? Ít khả nhớ á. Nhạc của Bảo Thi. Nhạc của Bảo Thi đấy là nhạc gì nhỉ? Cái nhạc gì quên mất tên rồi. Bảy sáu hay bảy hai? Quên rồi.
Quên rồi, cách đây 10 năm cơ mà. Oh, please tell me why. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 76, 76. Nhạc của Bảo Thi đấy. Chuyên nhảy nhạc đôi. 10 năm rồi, khiếp. 10 năm rồi mà tôi nhớ như thế là được rồi. Các má còn đòi hỏi cái gì nữa. Đòi hỏi cái gì, đòi hỏi lắm thế. 10 năm nữa, cách đây lúc ấy 18 tuổi. Lúc ấy 18 tuổi mới chơi nhảy ao. Bây giờ đã bao nhiêu? Bây giờ đã 28 tuổi rồi, 10 năm rồi mà còn đòi hỏi tôi phải nhớ nhạc bao nhiêu á. Mà điên, không nhớ ở đâu. Ôi tôi chết mẹ tôi rồi. Sao cái này của mình bị sao này? Ôi tôi chết rồi. My baby, I love you so much. Forever you and I, I love you. Oh, I love you so much. Không biết hát nữa đâu. Cái bài đấy như thế nào nhỉ? Không nhớ Bảo Thi hát như thế nào nhỉ? Các má comment lên đây để em hát cho các má xem. Các má nhà má có nhớ lời cái bài đấy không? Em không nhớ cái lời của cái bài đấy là như nào nhỉ? Forever you and I love you. Oh, I love you so much. Forever you and I. Không nhớ. Thôi kẻ nốt cái tí mắt rồi. Biến ngay. Kẻ cho nó đậm đậm tí nhỉ. Các má có nhớ cái bài hát đấy không? Comment lời đây để tôi hát cho các má nghe trước khi tôi đi này. Các má ơi, các má ơi, các má comment lời bài hát đấy đi. Believe Tell Me Why của Bảo Thi. Believe Tell Me Why của Bảo Thi. Bài đó hát như thế nào giờ? Son của Đi ơ em ơi. Son Đi ơ màu số bao nhiêu nhỉ? Đi ơ, Đi ớ, Đi ơ, Đi ơ màu số 060. Màu này màu hồng tiểu thư các má. 060 Đi ơ, 060. Tell Me Why nhưng mà phải. Nhưng mà Min ơi, Min phải viết lời cho chị. Bởi chị quên mất lời rồi. Hôm nào chị nói chuyện về kinh nghiệm bán hàng nhé. Em bán hàng online mà ế ẩm quá. Ừ ok em. Hôm nào ha, hôm nào rảnh rảnh mấy đứa bán hàng online vào đây. Ngồi buôn chuyện bán chuyện. Nói chung là chị thoải mái lắm. Tại ngày xưa Nana biết không, ngày xưa là chị lúc mà chị bắt đầu kinh doanh á là chả có đứa nào nó chia sẻ kinh nghiệm đâu, bởi vì chúng nó kiếm được nhiều tiền á. Một tháng chúng nó 2-3 trăm triệu, lãi 2-3 trăm triệu. Mình nói chuyện với chúng nó coi thường mình lắm. Mà chúng nó kiểu không muốn chia sẻ kinh nghiệm, sợ mình giàu hơn chúng nó mà. Sợ mình giàu hơn hoặc có thể nó nghĩ mình sẽ thông minh hơn nó. Tự thao tụ thủ dâm tinh thần như vậy đi. Nhưng mà không biết là lý do tại sao nó không chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Và mình cảm thấy rất là cay cú. Không phải là cay cú, thật sự là không cay cú, chỉ cảm thấy buồn. Kiểu tại sao người ta có thể kẹt xỉn với nhau như thế. Mà mình cũng chẳng phải là hỏi bí kíp kinh doanh gì đâu. Mình chỉ hỏi những cái rất là thông thường thôi. Lúc ấy mình nhiều không biết ấy, mình hỏi nó không trả lời, xong nó kiểu sang chảnh, kiểu mặt nó vênh lên như mặt lò. Mặt nó vênh lên đúng kiểu ta đây là người có tiền, một tháng á, lãi của tao được 200-300 triệu, cái loại mày á, không biết kinh doanh buôn bán, mày cút ở chỗ khác. Kiểu nó sang chảnh với mình như thế, kiểu mình rất là đau đớn. Nhưng mà bây giờ thì chị cảm thấy là đến bây giờ chị đạt được cái mức đấy rồi. Đó, cũng đạt được cái mức đấy rồi và chị cảm thấy là chị sẽ không trở thành một cái người giống như ngày xưa mà kiểu phũ phàng với chị như vậy. Và chị sẽ, nói chung là chị không, cũng nói thật, tâm sự thật là chị không thể nào chia sẻ hết tất cả các bí quyết kinh doanh kiếm ra tiền của chị được, đấy là điều chắc chắn. Nhưng chị vẫn sẽ giúp cái gì mà chị cảm thấy là nó vừa phải thì chị vẫn sẽ giúp được mọi người. Đấy là chị cứ nói thật, chứ không thể nào mà gọi là mình xui hết mọi người này kia để mọi người kiếm được tiền hơn mình. Thì chắc chắn đấy là chị cứ nói thật, và chị sẽ nói thật với Nana là chị không thể nào chị làm điều đấy cho em. Nhưng chị sẽ có cái gì mà chị cảm thấy là cần thiết, hoặc là chị cảm thấy là em cần giúp đỡ, hoặc là mọi người, những cái chị em nào kiểu kinh doanh buôn online hoặc là cái gì đấy, thì chị sẽ giúp đỡ trong giới hạn có thể. Chứ ngày xưa nó không giúp đỡ gì chị đâu. Mấy cái con có tiền á hả, nó kinh doanh buôn bán tháng mấy trăm triệu, mặc dù nó chơi mình thật đấy, nhưng mà nó mang tiếng bạn bè đấy, mà nó không chia sẻ đâu. Nó kiểu giữ để nó chắc là vậy, chắc là nó sợ mình sẽ thông minh hơn nó, hoặc nó sẽ sợ mình bố đời hơn nó. Chị cũng không biết. Đấy là mình cứ nghĩ vậy thôi. Cũng chả biết là nó nghĩ gì, mình cứ ở trong đầu nó đâu biết. Đấy, nhưng mà chị chỉ biết được là nó rất là keo kiệt với chị. Nó không chia sẻ cái gì đâu. Đâu. Đâu rồi, bạn kia, bạn ấy comment My baby I love you. Cái gì đâu. Đâu, để hát nào.
Forever you and I love you. Oh, I love you so much. Forever you and I. My baby, I love you so much. Forever and... Không, quên mất rồi, thôi em ơi. Có mỗi thế thôi à? Có mỗi cái My baby vậy thôi à? Xin cảm ơn em đã comment, đã comment lời bài hát. Nhưng mà thôi, chị quên mất lời bài hát rồi. À quên, quên mất cách hát rồi. 10 năm rồi, 10 năm rồi, 10 năm rồi. Bây giờ đã thành... Ngày xưa là em Mai, cô bé Mai, còn bây giờ là bà nội Mai. Già quá rồi. Già quá rồi các má. Chị hát bài tiếng Anh đi, chị chả nhớ, chị chả biết hát bài tiếng Anh nào cả. Chị kém lắm, chị hát tiếng Anh kém lắm. Xong mắt chưa? Xong mắt chưa? Ừ, bên này hơi hơi bé hơn tí, cho to tí chưa? Hôm nay không dán mi giả nữa, hôm nay chuốt mi thôi. Chuốt mi. Chuốt mi xong. Thả tóc ra, cười một phát. Cười tươi như mùa hè. À quên nhầm. Cười tươi như nắng mùa hè. Mặc dù cái má này đây mọi người, các bạn em hạ gò má không phải đâu, em cười lên vẫn nhìn thấy gò má này. Hôm qua có post cái ảnh từ ngày xưa em chưa phẫu thuật thẩm mỹ ấy, mọi người cứ bảo là Mai đi hạ gò má, bảo không chị ơi, gò má em vẫn thế mà. Vẫn còn cái gò má này. Thế thì bọn tôi là cố nội mất. Đúng rồi chị ơi, chúng chị em mình bây giờ, em là bà cố còn chị là bà cố nội. Chị mà già hơn em chị sẽ thành bà cố nội, bởi vì bây giờ em đã thành bà Mai rồi. Hôm nọ đi ăn cái gì nhỉ, bánh tráng cuốn thịt heo, đã bị chúng nó gọi là cô Mai. Lúc đấy chỉ muốn gọi là cấu mẹ đầu của thằng bé đấy ra, tại sao nó có thể gọi mình là cô nhỉ? Mình xinh như này, trẻ như này mà nó gọi mình là cô. Mình gọi là ở đâu, mình cái gì nhỉ, mình gọi đồ ăn, mình gọi cái gì, mình gọi rau muống xào. Nó mang đĩa rau muống xào ra, xong rồi nó đặt lên bàn, nó bảo cô ơi, rau muống của cô đây. Mình quắc mắt, mắt long sòng sọc, tại sao mày gọi tao là cô? Mình bảo thằng đấy chứ, mình bảo cái thằng cu đấy, chắc là nó chỉ mười mấy tuổi thôi, tại sao mày gọi tao là cô, mày gọi tao là chị đi, tao nói cho mày nghe. Cho mày vô duyên quá, sao mày gọi tao là cô hả mày? Cô kiếp gì ở đây? Nó bảo ồ em nhầm chị ơi, em nhìn chị đằng sau lưng. Mà này, cô nào mà có cái vòng eo con kiến như thế này, ngực to như thế này hả mày? Nó bảo chứ em biết đâu, em biết đâu, em tưởng là tại chị búi tóc lên nhìn đằng sau em cứ tưởng là cô cho nên em gọi chị là cô. Mình cũng treo treo nó mà. Mình bảo này, làm gì có cái cô nào có cái eo con kiến như tao hả mày, mày vớ vẩn vừa thôi nhá. Xong nó quay ra nó bảo em ấy chứ ơ cháu em có biết đâu mà. Này, từ nay về sau mày có gặp ai á, mình treo nó cũng biết mình treo nó. Nó bảo chị, mình bảo từ nay về sau mày có gặp ai thì cứ gọi người ta là chị nghe chưa, biết đâu người ta lại bo cho mày tiền đó, chứ mày gọi cô này chắc chắn mày không có tiền bo đâu mày nghe chưa. Mà gặp bà nào bà khó tính bà nhảy lên mà đấm cho đấy nghe chưa. Xong nó buồn cười, nó cười hố hố hố, nó bảo vâng em biết rồi chị ơi. Ôi ôi. Mình đi đón con, cô giáo toàn bảo chào con, chào bà đi. Ôi giời. Ôi giời, chị ơi. Em xin chúc mừng chị. Ôi trời. Chúc mừng chị thật sự. Biết sao? Bởi vì em cũng bị gọi là cô mà. Tại sao chị em mình khổ như thế nhỉ? Làm gì già đến mức đấy đâu. Mà tại sao lại gọi là cô với lại toàn gọi là bà? Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình hả chị? Em ơi chị, chồng chị chưa ngoại tình nên chị chưa biết. Đợi hồi sau sẽ rõ, lúc nào chồng chị ngoại tình chị sẽ live stream. Đùa thôi, chị cũng không biết nữa. Chồng chị chưa ngoại tình bao giờ nên chị chưa biết. Hoặc có thể chồng chị ngoại tình rồi nhưng mà chồng chị không để cho chị biết cho nên là chị cũng không biết nữa. Nhưng mà chị sẽ cố gắng, lúc đấy sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Nói chung là ăn nhau ở cái đoạn là mình có giữ được bình tĩnh hay không.
ăn nhau được ở cái đoạn là mình có giữ được bình tĩnh hay không. Khi mình làm một cái gì đấy mình phải sao nhỉ? Mình phải ghê gớm các má ạ. Thật sự nếu mà phát hiện ra chồng ngoại tình mình phải ghê gớm. Ghê gớm vào. Ghê gớm và mình càng giữ được bình tĩnh thì cái đầu của mình nó càng thông suốt. Cái đầu của mình càng thông suốt thì mình sẽ trả thù ngọt ngào, cay cú, đau đớn cho chúng nó. Hoặc là kiểu mình sẽ kiểu mình phải đừng có, nói chung là khi mà mình cãi nhau với một ai đấy hoặc mình có một cái vấn đề gì đấy, mình giữ được bình tĩnh, mình luôn luôn là người thắng thế. Cho nên nếu mà chồng mình ngoại tình thì chị cũng chưa biết nữa, nhưng mà chị sẽ phải cố gắng luyện, luyện cái độ chịu đựng và luyện cái độ bình tĩnh. Nếu như mà mình bình tĩnh thì tất cả, nếu mà mình đang điên lên thì cái cơn nóng giận nó tốc tốc váy lên rồi thì mình không thể, mình không giải quyết được vấn đề gì, mà nhiều khi là sẽ không sáng suốt trong những cái quyết định của mình. Còn khi mà mình đã giữ được bình tĩnh thì khi mà ai đấy giữ được bình tĩnh thì những cái quyết định hoàn toàn sáng suốt. Nếu như mà nó mà có cặp bồ cặp bịch đúng không, mình cũng không việc gì phải, mình không việc gì phải nhảy cẫng lên. Cố gắng lên, cố gắng lên, giữ được bình tĩnh và đưa ra những cái quyết định sáng suốt nhất. Nếu là em à, em á sẽ làm sao nhỉ? Em sẽ làm, gọi là làm cho chồng em cảm thấy hối hận. Em sẽ không van xin chồng em, em sẽ đi luôn. Em sẽ đi luôn và cho hai chúng nó về ở với nhau, kệ mẹ chúng nó. Một khi chồng mình đã ngoại tình rồi thì còn cái mẹ gì để mà níu kéo nữa. Chả có gì là níu kéo. Níu kéo là cái lúc mà hai vợ chồng vẫn đang còn đang yêu nhau thắm thiết như thế này, mình phải tìm tất cả mọi mọi cái hay cái tốt để mình giữ chồng mình. Chứ không phải đợi mất chồng rồi mới đi giữ đâu. Giữ từ cái lúc mà chưa bị mất thế này. Những cái lúc chưa bị mất chồng vẫn còn đang yêu mình là mình phải tìm mọi cách để mình làm cho chồng mình yêu mình nhiều hơn, thương mình nhiều hơn, giữ chồng mình tốt hơn. Còn cái lúc mà đã bị cái con khác nó cướp mẹ rồi thì giữ cái gì nữa? Giữ cái gì ở đây nữa? Giữ ở đây lại bị chúng nó chửi là chồng chị bảo với em là ngày xưa chị không có cái gì, chồng chị không có yêu chị mà chồng chị lấy chị. Rồi nói chung là nói chung là sao nhỉ? Gọi gọi này nó dạo này nó có thêm chị là tuổi ngọ, có 12 con giáp, đợt này nó đang nổi lên, nổi lềnh phềnh là 13 con giáp. Trong đấy có con giáp thứ 13 là con gì thì các chị em biết rồi đấy. Cho nên đã bị mất chồng vào cái tay của con giáp thứ 13 thì thôi chẳng còn cái mẹ gì để giữ nó. Giữ cái lúc mà lúc mà nó chưa mất thôi. Chết mẹ rồi, cái này dây ra ghế. Cái lúc mà nó lúc mà chồng mình vẫn còn đang yêu mình thắm thiết, cái lúc mà còn chưa mất thôi. Chứ đã mất rồi, đã bị cướp rồi thì giữ để làm gì? Một khi nói chung là mọi người cứ đổ oan cho cái bọn, không phải là đổ oan. Mọi người cứ đổ cho cái bọn cái con giáp thứ 13, cứ đổ là bọn đấy nó cướp chồng, bọn đấy nó ấy. Nhưng thật sự là chồng mình cũng có cái đầu. Chồng mình này, một khi mà chồng mình đã để cái chỗ này này, cái chỗ dưới này này này. Một khi chồng mình đã không dùng cái lý trí để mà đảm bảo hạnh phúc gia đình, mà chồng mình lại dùng cái này để suy nghĩ, dùng cái bộ phận bên dưới để suy nghĩ chứ không dùng não để suy nghĩ, thì chứng tỏ là cái con giáp thứ 13 đấy nó không phải là cái yếu tố quyết định. Đó, mà là quyết định là ở chồng mình. Đúng là nó có dụ dỗ chồng mình thật. Nhưng mà nó có dụ dỗ, nó có tụt quần ra. Đó, nó có tụt quần ra, có phải như đàn bà đâu mà hiếp dâm được đúng không? Đàn bà thì gọi là không muốn nhưng mà cũng bị hiếp dâm. Còn đàn ông thì không thể nào bị hiếp dâm được. Chị em hiểu không? Chị em có hiểu ý em không? Hiểu ý em không? Con đàn bà nó có tụt quần ra, nó có banh chân ra. Nhưng mà ông chồng của mình mà không có ngóc lên được thì làm sao chúng nó ngoại tình kiểu gì? Cho nên trách con giáp thứ 13 thì mình cũng phải trách chồng mình nữa. Nên em nghĩ là em cũng nói với chồng em rồi. Em nghĩ là em cũng nói với chồng em mình, chồng em là nếu mà chồng em ngoại tình thì thôi em sẽ về cái máng lợn của em. Em sẽ sống cuộc sống đau khổ của em. Cuộc sống mà không có nhiều tiền, cuộc sống mà thôi có một căn nhà, hai căn nhà, rồi đi kiếm tiền mỗi tháng 5, 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Ví dụ vậy. Xong rồi mình sẽ tự làm ăn buôn bán kiếm tiền, rồi mình sẽ tự sinh sống. Còn nếu mà anh cảm thấy là ngoại tình, mà nếu mà anh muốn ngoại tình thì thôi, em cho anh đi thôi, em cũng chẳng sợ. Nếu như mà không có tiền của anh thì em cũng vẫn sẽ sống thế. Nếu như có tiền của anh thì em sẽ mua rất là nhiều đồ đắt tiền, sống trong một cái căn nhà thật là đẹp,
có 5, 7, 8, 9 căn nhà, xong rồi đi đâu cũng kiểu đi máy bay, business, hạng thương gia, các thứ. Nhưng mà nếu mà không có anh thì thôi, em sẽ đi hạng thường, em sẽ đi ra máy bay hạng thường, em sẽ săn lùng vé rẻ, em sẽ ở một cái căn nhà bình thường, em sẽ ăn một bữa cơm bình thường, một ngày em ăn 3 bữa. Có anh thì em ăn cơm với lại sơn hào hải vị, mà không có anh thì thôi em chỉ ăn cơm với rau muống luộc cũng được, chả làm sao. Nếu mà anh không, nếu mà anh ngoại tình thì thôi, nói chung là anh cứ sống cuộc sống của anh thật là hạnh phúc, xong ở cạnh cái cô gái đấy thật là hạnh phúc, còn em sẽ trở về cuộc sống của em và em nói chung sống cuộc sống bình thường của em, kệ mẹ em đi. Nếu mà anh đã ngoại tình rồi thì cứ kệ con mẹ em đi, để em về em sống cuộc sống đau khổ của em đi, anh đéo cần phải quan tâm em đâu. Kiểu nghĩ như vậy, kiểu nghĩ cay cú như vậy. Thằng nào nó cũng ngốc trước khi tụt em ạ. À, em cũng nghĩ thế, em cũng nghĩ thế đấy chị Tâm Đông ạ. À, nói chung là cái con giáp thứ 13 nó có tụt quần, nhưng mà chồng mình cũng phải ngóc lên thì chúng nó mới ngoại tình được, đúng không? Nên thôi kệ. Thôi nha, bye bye các má, bye bye các má, chúc các má một ngày vui, chúc các má một ngày vui, và mỗi một ngày trôi qua các má tìm một cái niềm vui bé tí trong ngày, sau đó nói chung là nhìn cái mặt tích cực và sống thật là kiểu vui vẻ lên. Nếu có vấn đề gì buồn bã thì hãy nhìn những cái gì nhỏ nhỏ trong cuộc sống vui vẻ lên. Nếu mà chồng kiểu đang gặp phải một ông chồng rất là khốn nạn thế này thế kia các kiểu, thì hãy nhìn vào con của mình và kiểu nhìn đứa con của mình và cảm thấy hạnh phúc, là ít nhất con của mình cũng lành lặn chân tay, mình đẻ con mình ra con mình cũng ngoan, hoặc là cũng không có bị sứt môi lồi rốn. Nhiều người đẻ ra con còn bị quái thai thì sao, đúng không? Cho nên đẻ con mình, đẻ được một đứa con lành lặn, con của mình ăn, chịu ăn, ngoan ngoãn, vậy là mình vui rồi. Ok, thôi đừng nhìn vào những cái buồn phiền, nhìn vào cái tích cực nha các má. Ok, bye bye các má, chúc các má một ngày vui. Em đi gặp bà ngoại của em đây, tí nữa em sẽ live stream nói chuyện với bà ngoại em bằng tiếng Hà Tĩnh cho các má coi. Bye 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 bye.